Nền tảng di động iOS 13 vừa trình làng. Apple đã chính thức trình làng phiên bản mới nhất của nền tảng iOS, phiên bản 13, tại hội nghị WWDC 2019 đang diễn ra. Đúng như dự đoán của giới công nghệ, Apple đã có nhiều cải tiến về hiệu suất trên phiên bản này để giúp các thiết bị di động hoạt động mượt mà hơn. Dưới đây là một vài tính năng mới và nổi bật nhất được Apple trang bị cho iOS 13. Tập trung cải thiện hiệu suất Phiên bản iOS 12 được giới công nghệ đánh giá cao về độ ổn định và hiệu suất hoạt động, và với iOS 13 vừa trình làng, Apple vẫn tiếp tục cải thiện để nâng cao hiệu suất và tốc độ xử lý của nền tảng di động iOS. Apple cho biết iOS 13 sẽ được cải thiện tốc độ download và nâng cấp ứng dụng trên nền tảng, khi các ứng dụng sẽ được thu nhỏ kích cỡ xuống còn 50% khi tải về và thu nhỏ xuống còn 60% khi nâng cấp lên phiên bản mới so với các nền tảng iOS trước đây. Đặc biệt, với iOS 13 Tốc độ kích hoạt các ứng dụng sẽ được tăng lên gấp 2 lần và mở khóa màn hình bằng Face ID sẽ nhanh hơn 30% so với iOS 12. Giao diện tối màu, Dark Mode. Không chỉ cải thiện hiệu suất, Apple còn thay đổi lại giao diện trên iOS 13 bằng cách giới thiệu giao diện tối màu. Toàn bộ nền tảng iOS 13 và tất cả các ứng dụng được Apple tích hợp sẵn trong đó đều hỗ trợ giao diện tối màu, cho phép người dùng chuyển giao diện của nền tảng iOS 13 và các ứng dụng sang màu đen. Điều này sẽ giúp bảo vệ mắt người dùng khi sử dụng thiết bị di động trong điều kiện thiếu sáng và đặc biệt sẽ giúp tiết kiệm pin hơn khi sử dụng do thiết bị sẽ tốn ít năng lượng hơn để hiển thị giao diện màu tối. Nâng cấp các ứng dụng sẵn có trên iOS 13 Apple cũng đã nâng cấp tính năng cho các ứng dụng sẵn có trên iOS 13, bao gồm eMessage, Mail, Note, Reminders. Chẳng hạn với ứng dụng eMessage, Người dùng có thể chia sẻ tên và hình ảnh đại diện của mình cho những người dùng e-message khác hoặc có thể thiết lập để hiển thị hình ảnh đại diện được tạo ra bởi ứng dụng Memoji. Ứng dụng Mail trên iOS 13 sẽ hỗ trợ định dạng văn bản giàu tính chất, RTF, cho phép người dùng có thể soạn thảo mail với phông chữ hoặc màu sắc tùy chọn để giúp biểu đạt nội dung email được đa dạng hơn. Ứng dụng Reminders cũng được thiết kế lại giao diện cùng hàng loạt tính năng mới, trong số đó có tùy chọn cho phép tự động phát hiện thời gian và địa điểm để đưa ra các nhắc nhở cho người dùng. Ngoài ra ứng dụng còn trang bị tính năng để quản lý các lời nhắc nhở tốt hơn. Nâng cấp ứng dụng bản đồ Apple Maps Với iOS 13, Apple đã tiếp tục cải thiện tính năng của ứng dụng bản đồ Apple Maps, trong đó đã hiển thị bản đồ chi tiết hơn giúp hiển thị chính xác các địa chỉ, dữ liệu về người đi bộ. Bản đồ Apple Maps tên iOS 13 cũng trang bị tính năng cho phép xem đường dạng 3D tương tự như tính năng Street View của Google, giúp người dùng có thể xem thông tin về các tuyến đường, các tòa nhà địa chỉ ở các tuyến đường mà mình quan tâm một cách dễ dàng và chính xác hơn. Cải thiện ứng dụng Photos Với iOS 12 ra mắt vào năm ngoái, Apple đã trang bị thêm các tính năng mới cho ứng dụng Photos và giờ đây hãng tiếp tục thực hiện điều này với phiên bản iOS 1 và Trên giao diện chính của ứng dụng Photos sẽ cho phép người dùng xem toàn bộ ảnh của họ hoặc xem ảnh theo ngày, tháng, năm. Chẳng hạn khi chọn xem ảnh theo năm, ứng dụng Photos sẽ hiển thị các hình ảnh đại diện khác nhau cho từng năm tùy thuộc vào bối cảnh của người dùng. Ví dụ nếu bạn xem ảnh vào ngày mùng 4 tháng 6 theo chủ đề từng năm, là ngày sinh nhật của một người trong gia đình, ứng dụng Photos sẽ hiển thị những hình ảnh chụp vào ngày đó theo từng năm, giúp người dùng có thể thưởng thức những bức ảnh kỷ niệm mà mình đã chụp trong dịp đặc biệt này của từng năm. Ứng dụng Photos cũng trang bị các tính năng chỉnh sửa ảnh và video mới, như cân bằng trắng, khử nhiễu, tăng độ nét cho hình ảnh, cho phép người dùng có thể chỉnh sửa và tăng chất lượng ảnh hoặc video của mình hỗ trợ nhập văn bản bằng cách vuốt trên bàn phím. Bàn phím mặc định trên iOS 13 sẽ được Apple trang bị thêm tính năng mới với tên gọi QUICKPATH, cho phép người dùng vuốt các chữ cái trên bàn phím để nhập văn bản, thay vì phải gõ từng kỹ tự như trước đây. Đây là tính năng từng xuất hiện cách đây khá lâu trên nền tảng Android tuy nhiên giờ đây mới lần đầu tiên xuất hiện trên bàn phím của iOS. Ngày ra mắt và các thiết bị được hỗ trợ. Bản thử nghiệm đầu tiên của iOS 13 sẽ được phát hành đến các nhà phát triển ứng dụng ngay từ ngày hôm nay. Vào tháng 7 tới đây, Apple sẽ bắt đầu phát hành bản thử nghiệm beta đến rộng rãi người dùng và phiên bản iOS 13 sẽ được phát hành chính thức vào mùa thu năm nay, thời điểm các phiên bản iPhone mới chính thức được trình làng. Với iOS 13, Apple sẽ chính thức ngừng hỗ trợ iPhone 5s và iPhone 6, nghĩa là người dùng đang sử dụng iPhone 6s trở lên đều có thể nâng cấp lên iOS 13 mới nhất. Trong khi đó người dùng iPad, từ phiên bản iPad Air 2 trở về sau, tất cả các phiên bản của iPad Pro và iPad Mini 4 trở về sau cũng như iPad 5 trở về sau sẽ được nâng cấp lên nền tảng iPadOS mới được Apple trình làng, thay vì nâng cấp lên iOS 13. Tề Thủy